nói đầu tiên cho phép Thu Nga cũng như Hoài An gửi lời cảm ơn chân thành dành cho toàn thể quý vị đã dành thời gian quý báu của mình đồng hành cùng với chúng tôi tại buổi lễ trang trọng này, và chúng tôi mong muốn được gửi đến toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng nung nhiệt nhất. Theo chiến lược phát triển của chúng tôi, trong vòng 2 năm tới, Bệnh viện Đại học Y Tân Tạo sẽ hoạt động với 100 giường thực và tận dụng hết công suất các giường bệnh. Sau 5 năm nữa, chúng tôi sẽ đầu tư xây dựng thêm tòa nhà khang trang hiện đại trên lô đất hơn 4.000 m² kế bên bệnh viện với nhiều trang thiết bị y tế hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa các vị quý đại biểu, với ý thức trách nhiệm của những người hành nghề y, với phương châm là tận tâm y đất, chúng tôi biết rằng giai đoạn này sẽ còn nhiều khó khăn và vất vả, nhưng bằng sự nỗ lực, tâm huyết rất cao của ban lãnh đạo và toàn bộ cán thể nhân viên bệnh viện, với sự ủng hộ của các sở ban ngành, địa phương, các cơ quan hữu quan và lãnh đạo tập đoàn Tân Tạo, chúng tôi tin rằng Bệnh viện Đại học Y Tân Tạo sẽ có những bước triển mạnh mẽ, chất lượng, chuyên nghiệp, đưa đến những dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoàn hảo nhất. Xin trân trọng cảm ơn sự có mặt của các chuyên gia, lực lượng bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng đã đến Long An công tác, cùng chăm lo sức khỏe cho người dân trên địa bàn. Đặc biệt, hỗ trợ tỉnh trong công tác khám, chữa bệnh, điều trị cho nhân dân, sự giúp đỡ này là nguồn động lực tiếp sức vô cùng quý báu và rất đáng trân trọng.